Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con xin được kính niệm cái công đức của Sư Bà Viện Chủ và Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ chức đã tạo một nhân duyên cho chúng con hai cuộc đề được gặp Phật tử ở Nha Trang nói chung và tại đạo tràng của chùa Lục Thọ trong khóa tu hôm nay nói riêng. Xin chúc quý ngài được quyển thân thường lạc, Phật sự viên thành, và thầy cùng với thầy hạnh bảo thân gửi đến tất cả quý Phật tử lời cầu chúc an lành trong chánh pháp. Kính thưa tất cả quý bà con Phật tử trong đạo tràng tu tập của chùa Lộc Thọ, có thể nói một điều là Phật tử bây giờ rất dễ dàng để mà đến chùa tu tập, rất là có nhiều phương tiện để tham gia các khóa tu. Tại Nha Trang không đó thì cũng có khoảng 20 đạo tràng tu tập, và 20 đạo tràng tu tập theo một cái lịch định kỳ rất là rõ ràng, bởi vì chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo ở tại đây luôn quan tâm tới đời sống tâm linh của các vị Phật tử. Và đây là chiếc nôi của Phật giáo. Trong những năm tháng mà Phật giáo bắt đầu trở mình cách đây khoảng 70 năm cho đến bây giờ, và dấu ấn sâu đậm nhất trong lịch sử Phật giáo thời cận đại đó là Phật Học Viện Trung Phần Nha Trang, nơi đào tạo ra các vị tăng tài để hoằng dương Phật Pháp cho đến ngày hôm nay. Các bậc tôn túc đa phần đều xuất thân từ Phật Học Viện Trung Phần, trong đó chúng ta thấy hiện tại có vị hòa thượng lãnh đạo tối cao của hội đồng trị sự, đó là hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Nhân, quyền chủ tịch hội đồng trị sự, cũng xuất thân từ Phật Học Viện Trung Phần ở Nha Trang này. Cho nên các vị rất là có phước, phải nói rất là có phước, mình mới được sanh ra ở một vùng đất có ánh sáng của Phật Pháp mà trong kinh gọi là Trung Quốc. Cho nên chúng ta khi mà tu tập có hai điều mà người học Phật của chúng ta thường hay phát nguyện, đó là sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, sanh ra được gặp ở một cái nơi có Phật Pháp, có ánh sáng của Phật Pháp, và lớn lên thì lại được gặp các bậc minh sư. Nó quan trọng lắm thưa quý vị. Mình phát nguyện là được sanh ra ở cái nơi có ánh sáng Phật Pháp, nó quan trọng lắm, vì nhờ có ánh sáng Phật Pháp chúng ta mới thấy rõ được rằng những nỗi khổ đau của mình đều có nguyên nhân, và chúng ta không có trách trời, trách đất, không có than thân, than phận, mà mình biết rằng mình sẽ có cơ hội để chuyển hóa được tất cả những nghiệp chướng khổ đau đó. Và lớn lên mình được gặp các bậc thầy, những bậc thầy trí tuệ dạy dỗ cho chúng ta tu tập. Đây là điều rất là quan trọng. Nhưng bây giờ thầy xin phép hỏi các vị Phật tử ở đây một câu. Các vị đã tham gia nhiều đạo tràng, tham gia nhiều khóa tu, nhưng thật sự quý vị có được an lạc và hạnh phúc chưa? Nói lớn lên thầy nghe coi. Nếu có rồi thôi khỏi tu nữa. Hỏi cho vui vậy thôi, chứ thầy biết quý vị còn rất là nhiều những nỗi lo toan, phiền muộn. Thậm chí có người còn trốn chồng đi tới đây tu tập nữa kìa. Chứ đừng có nói mà ngon lành sách áo tràng là có thể là bình yên. Phải không mấy cô? Rồi có người ngồi ở trong đạo tràng đây còn lo không biết con mình ở nhà, nó có đi theo bạn, theo bè, nó có đi phá làng, phá sớm không? Rồi ông chồng mình trời ơi, rồi mình rầu gần chết, không biết giờ này đi với ai, đi làm cái gì. Đó. Lo không quý vị? Lo chứ sao không lo? Hễ mà lo thì nó sẽ gắn tới phiền. Hễ mà phiền thì chúng ta sẽ khổ. Hễ lo lắng thì phiền muộn, mà phiền muộn thì khổ đau. Như vậy trong thời gian qua chúng ta tới đạo tràng, chúng ta tu học thế nào mà chúng ta lại không dứt khổ đau, không vơi phiền muộn? Có phải chúng ta tu sai không?
Điều này chưa hẳn như thế, nhưng rất có thể chúng ta chưa xác định được con đường tu tập của mình. Chúng ta chưa có thực tập được một cách nó đúng đắn. Thì hôm nay Thầy cùng với Thầy Hạnh Bảo, vì pháp lực của Thầy đến từ châu Âu, trong cái duyên Phật sự ở Việt Nam, nhận lời mời của Thầy đã đến đây để tham dự vài thời khóa trao đổi Phật học với các vị, và nhất là trong đạo tràng của chùa Lộc Thọ sáng hôm nay. Quân đệ, chúng tôi xin phép được chia sẻ với tất cả quý Phật tử trong khóa tu này qua chủ đề nguồn hạnh phúc của người Phật tử tại gia. Trong chuỗi giảng tại Nha Trang này vẫn là chủ đề nguồn hạnh phúc, nhưng phần một đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Với ý niệm này, hai thầy chỉ mong rằng các Phật tử xác định lại chúng ta đang đau khổ ở góc nào trong cuộc đời, lý do nào đem tới khổ đau cho mình. Nếu biết được như thế, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc. Và hạnh phúc này là hạnh phúc căn bản của người tu tập trên tinh thần của Phật tử tại gia. Kính thưa quý vị, người Phật tử tại gia có thể nói quý vị hết sức là gian khó trong vấn đề tu tập. Các thầy có thể tụng kinh cả đêm, có thể ngồi thiền cả ngày, nhưng các vị khó lắm. Không phải các vị Phật tử không có khả năng làm, nhưng mà vì hoàn cảnh mà không thể nào làm được những điều đó. Chồng bệnh, con bệnh, mình tụng kinh cả đêm, mình ngồi thiền cả ngày, có được không? Chồng nó quýnh cho xúc ba sườn, cha mẹ chồng tới mà đuổi mình qua ra khỏi nhà chứ, phải không? Không phải chúng ta không có khả năng tu tập, nhưng hoàn cảnh của cuộc đời làm cho chúng ta không thể dễ dàng tu tập hơn. Nhiều khi hôm nay chúng ta tới đây tu tập, rất có thể ngày mai chúng ta không có điều kiện để mà tu tập nữa. Cơn vô thường khi đau khi yếu, mấy cùng ai biết tỏ một lời, sớm còn tối mất như chơi, trong giây phút đã đổi đời khác ra. Thầy vừa tới đây thì thầy nghe được tin bác Phật tử Nguyên Niệm đã tạ thế, mới vừa qua 49 ngày. Và thầy nhớ cái lần hoằng pháp trước đây thầy đến Nha Trang là chính là nhờ cái nhân duyên của bác Nguyên Niệm đã tha thiết thay mặt cho Phật tử các đạo tràng ở đây mời thầy để ra giảng. Nhưng hôm nay thầy đến thì cảnh cũ còn đó mà người xưa đã theo trăng trong mây bạc rồi. Đời vô thường là thế, giả tạm là thế, cho nên trước hết chúng ta ý thức được vô thường mà tu tập, chứ không phải chúng ta đòi làm Phật, làm Thánh, đòi vãng sanh mà tu tập. Điều này nó quan trọng lắm. Mình ý thức được cuộc đời nó thay đổi mau chóng để mình tu tập trong từng phút giây hiện tại, chứ không phải mình đòi thành Phật, đòi xẹt hào quang mà tu tập. Đó. Có nhiều người đó cũng không ăn chay một bữa, chẳng niệm Phật một ngày, mà cứ dặn người nhà chừng nào là mình ngáp ngáp và rước mấy thầy tới tụng kinh, rước đạo tràng tới hộ niệm để mình được vãng sanh. Còn như giờ chót tới ai dớt được thì dớt. Khó lắm quý vị. Chúng ta phải tu trong hiện tại, tu trong từng giây phút một. Xin mời các Phật tử mà trong cái hướng mà từ cái cây cột này nè, quý vị ngồi xây mặt thẳng lại đây đi. Đúng rồi. Thế quý vị mà ngồi mà cứ niệm niệm kiểu này, xong cái buổi giảng này cái đơ cổ rồi. Mấy bác cứ ngồi, đúng rồi, quay mặt thẳng về đây. Bên đây cũng vậy. Từ cái hàng cột đó quét với bác cứ nghiêng về phía tay phải, nhìn về hướng thầy nè, chứ để quay nó mỏi cái cổ lắm. Tại vì nguyên cái giảng đường này có tới 40 cây cột lận. Đính lệ vậy đó. Dạ, 8 hàng, mỗi hàng 5 cây thầy. Cho nên quý vị đừng có tưởng nhiều khi ngồi gần thầy chứ thấy cây cột chứ không thấy thầy đâu. Đó. Chúng ta ý thức được cuộc đời nó thay đổi mau chóng mà chúng ta tu tập
điều này nó quan trọng tới mức quyết định được sự an lạc cho chúng ta. Khi mình nhiếp tâm tu tập, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để mà nói chuyện thị phi. Tại vì ngày mai này chúng ta có thể chết rồi. Ngày mai này vô thường tới, chúng ta có thể ra đi rồi. Thì hôm nay rảnh thời gian đâu để mà gây lộn, phải không? Mình còn thời gian nào nữa đâu để mà giận hờn, còn thời gian đâu nữa để chúng ta buồn phiền, trách móc. Cho nên chúng ta chỉ có tu tập mà thôi. Ý thức được vô thường sẽ quyết định được sự thành tựu đạo nghiệp cho một hành giả. Mà người tu tại gia rất quan trọng về vấn đề vô thường này. Dù ai cũng lao vào cuộc đời đi kiếm tiền, nhưng chúng ta nghĩ tới vô thường, bỗng dưng chúng ta sẽ không tham vì tiền, không bị tiền chi phối nữa. Có nhiều đủ rồi, không thiếu nợ, thiếu nợ ai nữa thôi. Đa phần là có 9 đồng, kiếm thêm đồng lại chẳng chục, phải không? Đó, kiếm cho mình đủ rồi, chưa đâu. Mình kiếm thêm cho cái người thân của mình, kiếm thêm cho dòng họ mình. Đó, rồi cuối cùng rồi cũng tay trắng trở về với cát đất vô tình. Chẳng đem được gì đâu quý vị. Nó chỉ đem theo cái nghiệp chướng của mình. Mình hiểu được vô thường, quý vị sẽ được an lạc nhiều thứ lắm. Người thân mình có thể phản bội mình, người mình thương yêu có thể giẫm nát trái tim của mình. Khi hiểu được vô thường, mình biết rằng lòng người sẽ thay đổi. Cho nên họ làm khổ mình, nhưng mình sẽ không làm khổ mình thêm một lần nữa. Mình hiểu được rồi, cuộc đời là dâu bể. Bữa nay họ nói thương yêu, ngày mai họ nói lời chia tay rồi. Bữa nay họ nói những câu rất là ngọt ngào, không có em bầu trời như không có nắng, trời nghe ghê không? Ngày mai nó nói một câu nghe còn thê thảm hơn là có em rồi trời bão tố phong ba. Mình thấy thì cảnh đó là mình hiểu được vô thường, mà hiểu vô thường tự nhiên lòng mình sẽ bình an. Do đó đối với người Phật tử tại gia, khi tới chùa quy y Tam Bảo rồi các vị, nhiều khi chúng ta không có biết. Chúng ta tưởng quy y cái xong, có cái pháp danh cái là xong rồi. Chúng ta tưởng là mình quy y Tam Bảo, cái mình có cái pháp danh cái là xong rồi. Giống như là mình đặt cọc vậy đó. Mình dặn cọc với Phật vậy đó. Là con là đệ tử Phật rồi, ngày mai muốn Phật có trách nhiệm phải dớt con nhờ không? Có nhiều người đi tới chùa, thưa thầy cho con xin quy y để con có cái pháp danh. Thầy hỏi có pháp danh làm gì? Để mai mốt con chết con yên tâm, là có Phật lo cho con. Bán cái một ngọt liệm cho Phật, cả cuộc đời gây bao nhiêu nghiệp chướng mà giao hết cái chuyện đó cho Phật, quý vị thấy tội nghiệp Phật không? Đâu phải một chúng sanh đâu mà bao nhiêu chúng sanh, trời ơi, thầy thấy thầy hết ham thành Phật luôn. Rồi gánh một gánh rồi xuống nước mà chết. Người thì gieo cái nghiệp sát sanh, người thì gieo cái nghiệp là gây gỗ, người thì gieo cái nghiệp là đánh ghen, người thì gieo cái nghiệp cho dai, trời ơi, ông thầy mà gánh không ông cũng cắn lưỡi ông chết. Chứ đừng nói Đức Phật. Quan niệm đó chưa đúng. Khi chúng ta quy y Tam Bảo rồi, chúng ta ý thức được rằng mình cần phải chuyển hóa. Tại vì quy y Tam Bảo chỉ là mình mới đặt chân lên một mảnh đất. Mảnh đất nó đầy cỏ dại, chúng ta phải phát quang, chúng ta phải cài xới, chúng ta phải gieo hạt giống vào đó thì mới có một mùa thu hoạch. Đằng này chỉ mới đặt chân tới thôi, mình mong có một bồ lúa thì xin thưa đó hoàn toàn là không tưởng. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy có bốn cái tâm cao đẹp mà người cư sĩ đi tới chùa bước đầu tiên cần phải thực hiện. Một, đó là niệm Phật. Hai là niệm Pháp. Ba là niệm Tăng. Bốn là niệm giới. Nào giờ mình nghe nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng không phải không? Nay có một điều nữa là niệm giới. Niệm Phật tức là chúng ta hằng sống với ý tưởng giác ngộ của Đức Phật. Đó là về lý. Còn về sự tức là miệng chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật. Mình thích Phật nào mình niệm Phật đó. Mình có duyên với Đức Phật nào mình niệm Phật đó. Không nhất thiết phải niệm danh hiệu Phật giống như người ta. Giống như có cái bác đó quý vị, bác lớn tuổi rồi. Bác đi tới chùa, bác thắc mắc, bác nói thầy à, má con đó là thờ Quan Âm, thờ Phật bà Quan Âm 30 năm rồi. Rồi má con mất, rồi con cũng thờ Phật bà Quan Âm đó, tới bây giờ thì cũng 30 năm. Coi như 60 năm từ lúc con biết khôn tới bây giờ, đó là năm nay con 70 tuổi rồi. Là con niệm Nam Mô
Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Danh hiệu đó bà tự đặt ra. Nam mô Mẹ Hiền Quan Thế Âm thôi, thầy tra từ điển chưa có danh hiệu này. Bà nói vậy mà con của con nó đi tới chùa, nó tu đó, nó niệm Phật Di Đà. Rồi nó dẫn con đi, mấy thầy cũng khuyên niệm Phật Di Đà mà con không có dám niệm Phật Di Đà. Thầy hỏi tại sao? Bà nói 60 năm nay con niệm Phật Quan, Phật Bà Quan Âm rồi, giờ con niệm Phật Di Đà, con sợ Phật Bà Quan Âm giận. Thầy nói Bồ Tát Quan Âm cũng rảnh lắm, chờ bà làm sai ý thì giận bà. Quý vị thấy cái thắc mắc nó dễ thương không? Rất là dễ thương. Tại vì niệm Phật mà con không biết cách niệm Phật. Niệm Phật mà không có biết cách niệm Phật, chỉ có thiên về sự mà không hiểu về lý. Sự tức là chúng ta niệm danh hiệu Phật gọi là niệm Phật. Thí dụ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam Mô Cam Lộ Vương Phật gì vân vân. Tất cả những danh hiệu Phật mà chúng ta niệm bằng miệng, rồi thân tướng chúng ta hướng về Đức Phật đó, chúng ta cúi đầu xuống, chúng ta đảnh lễ, chúng ta phát nguyện thực tập theo công hành của Ngài. Cái đó là về sự. Còn niệm Phật về lý, tức là chúng ta hằng sống với ý tưởng giác ngộ. Tại vì chữ Phật có nghĩa là giác ngộ, tức là chúng ta luôn sống với tỉnh giác. Nói theo bát chánh đạo, tức là chúng ta đang thực tập chánh niệm. Đó gọi là niệm Phật. Thì khi niệm Phật, chúng ta không có cầu bất kỳ một thế lực nào bên ngoài hết. Chúng ta không có cầu Đức Phật ban cho mình một ân huệ gì hết. Chúng ta không có mong Đức Phật làm cho tâm của mình được bình yên. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật căn bản vẫn là một con người bình thường như chúng ta. Các vị học lịch sử Đức Phật, quý vị biết rồi. Đức Phật rất là bình thường trong cái vấn đề mà tu tập. Rồi Ngài nỗ lực, Ngài vượt qua được những tham dục của bản thân, những chi phối của con người, những tham ái, những đắm nhiễm đó. Đức Phật thực tập được hết và thành tựu được. Khi Ngài thấy ra được những cái điều đau khổ là do mình chứ không phải do người khác. Mình thì ngược lại, là mình thấy người này người kia làm phiền mình, mình thấy người này người kia xúc phạm mình, làm cho mình đau khổ. Nhưng Đức Phật thì quán chiếu thấy cái đau khổ đó không phải do bên ngoài người ta đem đến cho mình, mà do chính bản thân mình tự tạo ra khổ đau phiền não. Thí dụ cô này đang cầm cái quạt quạt, có nghĩa là cô đang nóng, đúng không? Nóng cô mới quạt, phải không? Như vậy một mình cô nóng hay cả mấy trăm người này nóng? Nếu mấy trăm người này nóng, tại sao họ không quạt mà một mình cô quạt? Cho nên cái nóng đó tự mỗi người cảm nhận mà ra, phải không? Thầy trùm bốn lớp đi, thầy nóng không? Cũng nóng, nhưng mà thầy biết cách khắc phục cái nóng là thầy không có quạt. Thầy cứ để yên như thế, 5 phút sau tự động cơ thể thầy sẽ điều tiết cho phù hợp với lại hoàn cảnh sống, cho nên điều hòa cái thân nhiệt của mình. Bỗng dưng chúng ta sẽ phù hợp với lại cái môi trường này, chúng ta không thấy nóng. Còn cô đang quạt, cô ngưng cái nó nóng liền, phải không? Ông này thầy hỏi thiệt á, phải không? Ngưng quạt cái nóng liền. Bây giờ cô xếp cái quạt lại đi, cô ngưng quạt 5 phút, cô sẽ cảm thấy không nóng nữa. Tại vì cơ thể mình nó hay lắm, tự động nó thích nghi à, tự động nó thích nghi với hoàn cảnh, với môi trường thôi à. Đó. Cho nên cái nóng đó mình đừng có đưa mình đừng có để cho cái ngoại cảnh nó chi phối mình, thì tự nhiên mình sẽ không bị nó dẫn mình đi và tâm của chúng ta bình an. Thầy thí dụ thêm một điều nữa, đó là trong lịch sử quý vị đã biết được một nhân vật rất là đặc biệt, đó là Đường Tăng, tức là Ngài Tam Tạng. Quý vị nhớ nhân vật này không? Ngài Trần Quyền Trang, đời nhà Đường ở Trung Quốc. Ngài đi thỉnh kinh. Ngài đi thỉnh kinh thì trên đường đi phải đi băng qua một cái sa mạc lớn, mới đi qua bên Thiên Trúc là Ấn Độ để đi thỉnh kinh. Thì cái sa mạc đó đa phần là người đi không trở về, tại vì nó lớn quá và dự trữ cái nước nó không đủ.
thức ăn không đủ, mà thường xuyên cái sa mạc đó nó có những cái tai nạn là bão cát là một, nóng là hai, và thứ ba là giặc cướp, cho nên khó ai bảo toàn tính mạng. Ngài Huyền Trang vượt qua được cái sa mạc đó, bận đi và bận về trở lại Trung Quốc để đem Tam Tạng Kinh Điển về. Ngài chỉ nhờ một điều thôi, đó là quán chiếu được năm quẩn là không, cho nên Ngài vượt qua được những khổ đau. Tại vì trong Bát Nhã Tâm Kinh giải ra đó, chính là Huyền Trang dịch cái Bát Nhã Tâm Kinh này, nguyên cái bộ kinh Bát Nhã Ngài dịch, một cái dịch gom lại cái ý nội dung chính thành kinh kinh Bát Nhã mà ngắn gọn đó gọi là Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ quẩn gia không, độ nhất thiết khổ ách. Mấy câu này rất là quan trọng. Bồ Tát quán tự tại thực hành Bát Nhã sâu xa, lúc bấy giờ Ngài quán chiếu được năm quẩn là không, liền thoát được tất cả các khổ ách. Tại vì thấy năm quẩn là không, thấy cái thân này là giả tạm, là không thật, cho nên cái nóng nó có tới bao nhiêu ngày cũng không màng. Chính thấy được năm quẩn là không, Ngài mới không bị cái khác cháy cổ nó chi phối. Còn nếu không thấy được năm quẩn là không mà thấy năm quẩn là có, tức là thấy cái thân này là có, thì Ngài sẽ bị cái khác nó chi phối. Cũng giống như thấy cái nhu cầu của cơ thể là có, thì bỗng dưng mình bị cái có nó chi phối. Ví dụ như tới 12 giờ đạo tràng vẫn chưa được ăn cơm, quý vị đói không? Đói chết chứ. Chứ mình làm gì? Mình nhào, mình nghe người ta than phiền là mình sẽ đói hơn. Nhưng mà mình ngồi im, bỗng dưng cái đói đó nó sẽ dịu lại, dù mình vẫn có đói. Cái cơ thể vẫn có nhu cầu đói, nhưng cái tinh thần mình đã khống chế được cái đói. Quý vị thực tập đây sai lắm. Cái này do thói quen mình thôi. Thầy thí dụ một cái này nó rất là bình thường, nó hơi dơ một chút. Thí dụ như mình đi xe, đi đường dài từ đây vô Sài Gòn. Xe mà ngừng lại, tự nhiên có mấy bà: "Ê, đi tiểu không bà?" Dù mình không mắc, tự nhiên mình cũng muốn đi. Phải không? Tự nhiên người ta rủ cái nó mắc liền à. Còn người ta không rủ mình không mắc. Như vậy cơ thể mình nó có mắc không? Có không? Có. Cái cơ thể vật lý này nó có mắc tiểu, tức là cái lượng nước mà nó bài tiết ra nó có dư. Nhưng mà vì chúng ta quên đi cái mắc tiểu đó, chúng ta lo suy nghĩ chuyện gì đó, hoặc là chúng ta đang lo lắng chuyện gì chúng ta quên đi, cho nên chúng ta không mắc. Nhưng mà bỗng dưng nghe à nó mắc cái mình mắc liền à. Quý vị thấy không? Cái tinh thần mà nó có rất là quan trọng. Chúng ta có thể khống chế được nó, khống chế được cái thân này. Khi chúng ta đau bệnh cũng vậy đó. Chúng ta đau bụng thì ai không đau bụng như nhau. Nhưng mà hễ mà có người này: "Ủa má đau bụng làm sao vậy? Ủa cô đau bụng làm sao?" Tự nhiên cái mình khóc hu hu vô đều quá. Còn không ai nói tới mình bình thường. Phải không quý vị? Cái thói quen đó nó làm cho mình bị chi phối. Đó. Bây giờ mà trời ơi, ai đem trái sầu chua tới cắt ra hay làm chén nước mắm với ớt cái đường vậy mình chấm cái mình cắn mình ăn, trời ơi, nó ngon sao đâu. Mấy người nuốt không miếng à. Thầy mới nói thôi không có cái dĩa xòi đó, tự nhiên nuốt không miếng lại sao vậy? Điều này có nghĩa rằng cái dĩa xòi đó đã có trong lòng mình, phải không? Cái miếng xòi mà chấm vô cái miếng nước mắm đường mà nó kẹo kẹo mà dầm miếng ớt, ngon trời ơi, nó ngon sao. Cái đó mình từng ăn rồi, mình từng biết cái cảm giác nó cắn vô đây nghe rớt một cái bắt đầu trời ơi, mình cắn từ từ. Ở đây thầy thí dụ thực tế để quý vị có cơ hội quán chiếu được những cái khổ đau trong cuộc sống nó diễn ra, có cái đã từ trong quá khứ nó đi qua rồi mà mình kéo nó lại, mình khổ tiếp tập 2. Đó, rồi ai nhắc tới bắt đầu khóc tập 3. Cho nên cả cuộc đời mình là phim Hàn Quốc, phim dài nhiều tập, 100 tập chưa hết chuyện nữa, là do chúng ta chưa biết cách để hóa giải nó. Có những khoảng thời gian chúng ta quên khổ đau, phải không? Nhưng mà có ai nhắc lại cái mình khổ liền, là mình buồn liền. Thì niệm Phật là một cách để chúng ta hóa giải đi những cái phiền muộn đó, những cái khổ đau đó. Tại lúc nào mình cũng niệm Phật hết. Có những thứ chỉ là ảo giác, có những thứ chỉ là quá khứ,
chỉ còn lại những cái ý tưởng thôi. Nhưng mà chúng ta cũng cứ níu kéo nó làm cho mình khổ. Có các bác Phật tử nói, thưa Thầy, tụi con chưa có tu tập cao, dù chuyện đã qua nhưng vết thương lòng vẫn còn như ngày hôm qua. Cho nên gặp lại người đó bỗng dưng nước mắt tuôn trào, Thầy nó bà rảnh quá. Bà nên cảm ơn cái người đó. Chính nhờ có họ bà mới biết được sự thật của cuộc đời là khổ đau ẩn tàng trong hạnh phúc. Nước mắt nằm phía sau nụ cười. Nếu không có người đó làm gì bà thấy được những cảnh đó, làm gì bà cảm nhận được nỗi khổ đau nó là sự thật. Để rồi khi đối diện khổ đau bà sẽ không vượt qua được. Bà nói trời đất ơi, người ta bỏ con, người ta có vợ bé mà Thầy cũng kêu con cảm ơn người ta. Đúng là nhiều khi mấy cô bức xúc quá. Thầy nói hay người ta có rồi thôi chứ khỏi, mình khỏi nấu cơm, khỏi giặt đồ. Phải không quý vị? Khỏi lo lắng cho nó khỏe quá đi, còn cái gì nó phải gánh phải giác cho nó mệt. Phải không mấy cô? À, ai rước thì cứ rước. Chuyện nó bình thường. Bà mới nói Thầy không có chồng đây, không có biết. Làm Thầy cũng chịu thua. Cho nên khi chúng ta niệm Phật thật lòng mà chúng ta hằng sống với tỉnh giác, hay chúng ta sống với chánh niệm đó, sống với chất Phật đó, thì có gặp những con người từng làm tổn thương mình, làm đau khổ mình, chúng ta sẽ không đau khổ giống như 10 năm trước, 20 năm trước, buồn một chút thôi. Lửa lòng đã tắt từ lâu rồi, thôi đừng nổi xa nhau cho tâm hồn đau khổ nữa. Tại vì thực sự đã xa rồi, mình biết bản chất nó là xa, là chia cách, hội hợp nào cũng vậy thôi. Con người nó luôn thay đổi. Cho nên chúng ta sống với niệm Phật, cái tâm niệm Phật đó, thì chúng ta niệm Phật như thế mà hằng sống mỗi ngày chúng ta sẽ bình yên lắm. Vì chúng ta tin chắc rằng đó, Phật cũng giống như mình, và Phật đã vượt qua được những gian nan, những khổ sở do tâm tham chấp, cái tâm ích kỷ, tâm tật đố của con người. Những cái khổ đó, những cái đó nó làm nên cái khổ cho cuộc đời. Và Đức Phật đã bước qua được, thành Phật rồi. Nay chúng ta niệm Phật có nghĩa rằng chúng ta đang tập theo Đức Phật. Chứ không phải chúng ta nắm cà sa của Phật, chứ không phải chúng ta bám vào trong tòa sen của Phật. Bám vô xích cà sa Phật lượng sao? Không có thể làm được chuyện đó. Cho nên quý vị thấy lý do mà chúng ta khổ đau dù chúng ta niệm Phật là tại vì chúng ta niệm không đúng. Chúng ta coi Đức Phật như thần linh đó, hạnh phúc sung sướng thì chạy đâu mất, khổ đau mới tới Phật ơi, Phật à, sao đời con nó khổ quá vậy nè Phật ơi, Phật cứu con, Phật giúp con, đời con nó khổ quá đi à. Quý vị coi phim Tàu đó, quý vị thấy không, mấy cái bà mệnh phụ phu nhân, mấy cái bà phước tấn đồ, khi có chuyện khổ mấy tiểu thơ được cũng đi miếu để cầu Bồ Tát đó, thấy không? Ây da, Bồ Tát có linh thiêng thì hộ niệm cho con bây giờ đang gặp cảnh khổ đau quá đi à. Chồng của con thì theo cái con mẹ kia, con của con thì cũng chẳng có nghe lời, con khổ lắm lận à. Khổ mới kêu Bồ Tát, khổ mới réo Phật. Thì như vậy chúng ta không thể nào tìm được sự bình yên khi chúng ta nhìn Đức Phật qua lăng kính của một thần linh. Mình biến Đức Phật thành thần linh, Đức Phật có thể hô phong hoán vũ thì đâu có được. Đức Phật có thể kéo người ta lên thiên đàng, đẩy người ta xuống địa ngục thì hoàn toàn không có. Vì điều đó phi nhân quả. Đức Phật không thể nào thò tay vào trong nghiệp chướng của chúng ta. Đức Phật không thể nào thay đổi được cái định mệnh của con người khi đã tạo ra. Xin lỗi, ở đây Thầy dùng chữ định mệnh để quý vị dễ hiểu, mang tính cách dân gian. Chứ đối với Đạo Phật, nghiệp vốn là bất định. Chúng ta đã tạo cái nghiệp nghèo là do chúng ta trước đây chưa từng bố thí, chưa từng chia sẻ, keo kiệt bủn xỉn, thấy người ta đi, người khác đi cúng chùa còn trề môi, à, cái chùa đó giàu quá bà đi cúng mà dư tiền quá, à, người đó có nghèo khổ gì đó bà đi cho, bà không cho tôi, không cho, không cúng, thấy người khác làm lại còn cản trở. Cái nhân đó nó đưa tới cái quả đời này chúng ta khó khăn. Chúng ta không có thể nào được bình yên được hết. Mình hiểu rõ điều đó, cho nên bây giờ mình đã nghèo rồi, Đức Phật có can thiệp cho mình giàu lên không?
trời ơi, Phật đâu có làm được chuyện đó. Phật làm chuyện đó nó sai nhân quả. Rồi cái kiểu đó bao nhiêu chúng sanh nghèo được kêu Phật, réo Phật, rồi Phật mới trở thành thống đốc ngân hàng rồi. Phải không? Nó đâu có được. Chúng ta biến Đức Phật thành thần linh thì không thể nào mà đem tới an lạc cho mình. Đây là một điều hết sức tai hại. Phật là một con người. Quý vị, rảnh rảnh quý vị xem cái quyển sách Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Viết rất là hay. Và cái bộ sách đó đã được đọc lại. Ban Hoằng Pháp Trung ương có thực hiện diễn đọc cái tác phẩm đó. Các vị có thể tìm cái đĩa đó, MP3 đó, có thể mở ra để nghe. Lúc nào mình cũng có thể nghe. Thì quý vị sẽ cảm nhận được Đức Phật là một con người bình thường. Nhưng mà nhờ cái dũng khí, nhờ cái nghị lực và cái ý chí mà Đức Phật vượt qua được tất cả những khổ đau, vì Ngài quán triệt được nhân quả nó chi phối mình. Các vị cứ về nghe đi. Ở đâu cũng có thể nghe được, vừa lặt rau cũng có thể nghe được, vừa nấu cơm cũng có thể nghe được, lau nhà cũng có thể nghe được, lái xe cũng có thể nghe được, vào hãng xưởng cơ quan cũng có thể nghe được. Đó. Quý vị mà nghe nhiều quý vị đỡ lắm, nhưng mà trừ trường hợp không nghe được tức là đang chữa lộn. Đang chữa lộn đâu nghe được. Đang bệnh trên giường cũng nghe được. Chúng ta ở đâu cũng có thể nghe được hết. Khi chúng ta niệm Phật như thế, chúng ta sẽ phục hồi được cái tánh Phật ở trong con người chúng ta. Vì bản chất chúng ta vẫn có chất Phật. Ở trong kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn, Đức Phật nói rất là rõ, tất cả chúng sanh đều có chất Phật. Cái đó gọi là tánh Phật đó. Thuật ngữ Phật giáo gọi là Phật tánh. Và chúng ta tu tập, tức là chúng ta khơi mở cái chất Phật này, cái tánh Phật này, để nó tỏa rạng ra, nó không có ẩn tàng ở trong tâm nữa. Thì cái chất Phật này tỏa tới đâu, chúng ta sẽ giác ngộ tới đó. Mà hệ ánh sáng giác ngộ nó lan xa, thì bóng tối của vô minh khổ đau nó sẽ thu hẹp dần. Cho nên chúng ta niệm Phật như thế, chúng ta sẽ cảm thấy rất là an lạc, vì chúng ta tin chắc rằng mình đã có Phật, Phật ở trong tâm mình, và mình đang từng bước chân tiến gần đến Đức Phật. Hay nói đơn giản hơn, tức là chúng ta đang tu tập để chúng ta thành Phật. Vì những đức tính đó là gì? Là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. 10 đức tính của Phật đó có sẵn ở trong tâm mình, và chúng ta thực tập dần dần chúng ta sẽ thành Phật. Đó tức là chúng ta niệm Phật. Nếu quý vị hằng sống như thế, mỗi lần chúng ta gặp Phật, chúng ta sẽ rất là an lạc. Chúng ta gặp Phật ở bên ngoài thôi, thì Phật ở bên ngoài sẽ hòa nhập cùng Đức Phật nơi tự tâm của chúng ta. Ngày xưa có một vị cư sĩ rất là nổi tiếng thời Đức Phật tên là Cấp Cô Độc. Tại vì hạnh nguyện của vị cư sĩ này là thấy ai nghèo khó, cô độc, Ngài luôn chia sẻ bằng vật chất. Cho nên Đức Phật mới ban cho ông một cái mỹ hiệu là Cấp Cô Độc. Và dám lấy vàng ra trải trên mảnh đất, cái khu rừng của Thái tử Jeta, tức là Thái tử Kỳ Đà đó, để mua lại cái khu đất để xây dựng tinh xá cũng dựng Đức Phật. Tại vì Thái tử Jeta làm phách mà, ông là dân đen, ông làm gì cũng dám mua đất của hoàng gia. Thách liền, ông có vàng ông trải tới đâu tôi bán tới đó. Lập tức cũng đem vàng ra ông trải mà. Đem vàng ra ông trải. Tới chiều Thái tử Jeta nghe hầu cận báo là giờ trải gần hết khu vườn rồi. Ông nói thôi dừng lại đi, ông là giàu thiệt rồi đó, cho nên thôi ông đồng ý bán. Nhưng mà đất thì ông trải vàng ra là của ông, còn cây ông đâu có trải vàng được. Đó, cho nên cây của tôi, đất của ông, hai người hợp lại cúng dường Đức Phật. Cho nên từ đó về sau, cái khu vườn đó gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Tức là vườn mà là rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, còn đất là của ông Cấp Cô Độc, hai người hợp lại cúng dường. Thì Cấp Cô Độc là một thiện nam, phải nói hết sức thuần tính, phát tâm quy y với Đức Phật. Và khi trở về xây dựng đó, Đức Phật mới dạy Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến đó quan sát và trở thành cái người chính để chỉ huy công trình xây dựng cái ngôi tinh xá, kỳ viên tinh xá, để mà cúng dường cho Đức Phật. Thì Cấp Cô Độc, mỗi khi mà nghĩ tới Phật là bỗng dưng ông hạnh phúc vô cùng. Tại vì ông ở xa Phật mà, đâu có thể mà lúc nào ở bên cạnh Đức Phật đâu. Đời sống cư sĩ tại gia đâu có thể nào lúc nào cũng ở bên cạnh Phật đâu.
ông phải ở xa Đức Phật vì ông vẫn còn lo cơm áo gạo tiền, vẫn còn lo cho vợ con, lo cho những người thân của mình. Cho nên ông là một người cư sĩ hạn chế, không giống như đệ tử xuất gia. Cho nên ông thực tập một cái pháp môn là hằng tưởng đến Đức Phật. Bây giờ chúng ta gọi là niệm Phật. Cho nên mỗi khi ông chợt nhớ tới Đức Phật, nghĩ tới Đức Phật trong ngày của ông làm gì, ông hạnh phúc vô cùng. Đó. Nếu trong cuộc đời của các vị tập theo trưởng giả cấp cô độc, quý vị sẽ hạnh phúc lắm. Bây giờ thầy xin hỏi quý vị, một tháng quý vị đi chùa mấy lần? Cho 10 lần đi. Ha, giỏi nhất 10 lần. Một lần mấy tiếng đồng hồ? Cho 2 tiếng đi. Ha, là một tháng quý vị sẽ có 20 tiếng đồng hồ đến chùa tu tập. Cho ngon lành lắm là tu được 10 tiếng, còn 10 tiếng là 38. Tại là thấy có nhiều người tới chùa cũng không có tu đâu. Là bà Tám ghê gớm lắm. Ừ. Thậm chí còn dòm ngó luôn cả ông thầy nữa mà. Đó. Bà sao bữa nay tôi thấy ông thầy lạ ghê nha bà. Không biết cái gì của cái bà đó, bà đều sát bên bên à. Không biết ông thầy có gì không mà nói nhau như vậy là ông thầy có nước cắn lửa chết thôi. Đó. Quý vị đừng có thấy tai hại lắm chứ không phải giỡn đâu. Vậy chứ mình đi tới chùa đó mình là Phật tử mình nói ra, người ta không tin, ta tin ai. Phải không quý vị? Có phải quý vị đi chùa chỉ một phút thiếu chánh niệm trở thành người hủy bán Phật Pháp? Quý vị thấy chưa? Như vậy, cho quý vị một ngày, một tháng có 20 tiếng đồng hồ tu tập. Như vậy còn bao nhiêu thời gian quý vị tu cái gì? Khó thấy không? Xin lỗi, về nhà gặp chồng mà sống không có trách nhiệm mình phiền não không? Gặp con mình không nghe lời, mình giận dữ, mình cũng nạt nộ, mình cũng cáo gắt, mình cũng la nó. Bao nhiêu nghiệp chướng tạo ra? Quý vị thấy không? Rất là khổ sở. Cho nên thầy chỉ mong quý vị áp dụng tinh thần tưởng nhớ Phật và niệm Phật giống như là cấp cô độc, để mỗi một ngày tại gia đình mình vẫn đi làm ăn, vẫn sinh hoạt, vẫn kiếm tiền, nhưng chúng ta không rời xa Đức Phật. Thì như vậy chúng ta sẽ sống mãi trong tâm của Đức Phật, và Đức Phật hiện hữu trong lòng của mình. Cho nên khi mà cuối đời tôn giả Xá Lợi Phất được Đức Thế Tôn cử tới để mà thăm ông trưởng giả cấp cô độc, tại vì lúc cuối đời ông bị bệnh rất là nặng. Trưởng giả cấp cô độc bệnh nặng lắm và đau nhức rên rỉ. Thì khi mà tôn giả Xá Lợi Phất đi tới thăm trưởng giả cấp cô độc đó, thì nhắc tới Phật thì lập tức ông ta bớt cơn đau, ông ta sống với lại sự tỉnh giác của mình, luôn giữ Phật ở trong tâm, cho nên quên đi cái cơn đau đang giày xéo cái cơ thể của mình. Cho nên quý vị thấy trưởng lão Xá Lợi Phất là một trưởng lão hết sức thông minh, đã hiểu được cái tâm của cấp cô độc, cho nên đi đến nhắc cho trưởng giả cấp cô độc nhớ lại Đức Phật ở trong tâm của mình, và ông cảm thấy hạnh phúc, và cuối cùng ông ta ra đi hết sức là thanh thản sau thời gian lâm bệnh. Cho nên quý vị thấy niệm Phật đúng cách chúng ta sẽ hạnh phúc. Và ngược lại, chúng ta niệm Phật đúng cách chúng ta sẽ khổ đau, còn bị người đời người ta mỉa mai nữa. Ngoài miệng thì niệm Nam Mô, trong bụng lại chứa một bồ dao găm, phải không? Cho nên là niệm Phật cho đúng cách. Vâng, đó là niệm Phật trên tinh thần của người Phật tử tại gia, chúng ta sẽ hạnh phúc. Và bước thứ hai là niệm Pháp. Và niệm Pháp như thế nào thì quý vị sẽ cảm thấy được an lạc và hạnh phúc, thì quý vị sẽ nghe thầy Hạnh Bảo hướng dẫn cho quý vị. A Di Đà Phật, xin cung thỉnh thầy. Thưa quý vị, trong những cái giây phút vừa qua, quý vị đã nghe những cái lời hướng dẫn một cái cách rất là chánh niệm, chánh kiến về cái vấn đề mà niệm Phật trong bốn cái điều của một người cư sĩ cần phải biết để đến khi đến chùa. Thì quý vị thấy cái vấn đề niệm Phật nó là một cái vấn đề không phải ngay từ bây giờ mới phát sinh, mà ngay cả từ cái thời Đức Phật còn tại thế, như quý vị biết rồi đó, qua cái hình ảnh của Ngài Cấp Cô Độc, cũng như của Hoàng hậu Vi Đề Hy, khi bà bị giam cầm
và để phát nguyện về cái cảnh giới cực lạc Tây Phương thì đều có niệm Phật hết. Chứ không phải bây giờ quý vị cứ tưởng là pháp môn này nó mới, thành ra rồi nó đem nó sanh ra nhiều cái biến tướng khác, phải niệm, thậm chí có những cái nơi lập ra đạo tràng là không cần các thầy nữa, chỉ cần quý vị súng nhau vô niệm thôi, niệm cái người đó chưa chết, niệm cho chết. Chết rồi đó thì họ sẽ được lên cực lạc. Có nhiều người như vậy. Thành ra khi mình học pháp, mình sẽ biết niệm như thế nào nó là chánh niệm, niệm như thế nào nó là chánh kiến. Thì cái điều thứ hai mà quý vị thấy là cái niệm đó là niệm pháp. Pháp là một cái đối tượng của tùy niệm, asumati. Niệm pháp tức là nó cũng có một cái hạnh phúc rất là lớn, bởi vì pháp là một cái đại diện cho Phật. Pháp là một cái chất liệu mà từ Phật sanh ra. Sở dĩ Phật đó là Phật vì Ngài đó là có một cái pháp thân. Pháp thân đó thì nó thể hiện một cái sự thực tập, và nó là một cái tuệ giác cho mỗi chúng ta, là cái mà nó cho ta được cái chất liệu tự do và cái hạnh phúc. Thì pháp không phải là một cái gì nó là xa xôi, nó khó gần, hoặc là nó không có hình tướng, nhưng mà có thể chúng ta trực tiếp tiếp cận được với cái pháp đó là không cần phải qua một cái trung gian nào khác, mà nó là do cái sự hành trì tu tập của mình qua cái sự hướng dẫn của chư tăng, của quý thầy. Vậy thì mình hiểu pháp nó là cái gì? Thì pháp nó là một cái điều thiết thực nhất, nó hiện tại, nó trực tiếp, nó không phải là một cái hình ảnh nó mơ hồ gì hết, mà nó thuộc về cái thế giới siêu nhiên mà mình khó gặp, khó biết. Nhưng mà đặc tính của pháp đó thì nó có một cái giá trị là nó thiết thực ngay trong hiện tại, trong từng cái an trú, từng cái niệm của mình, từng cái chánh niệm của mình, thì nó ẩn trong đó là một cái pháp. Thì mình như vậy đó, thì mình biết đó, pháp là những cái lời dạy của Đức Phật, những cái phương pháp hành trì cho tùy theo cái căn cơ của chúng sanh, của chúng ta. Mỗi người nó đều có một cái căn cơ nó khác nhau, không có ai giống nhau hết. Thì có người quen với những cái phương pháp là tĩnh tọa, ngồi thiền, thì đó nó cũng sẽ là có một cái phương pháp để mà hướng dẫn cho chúng ta làm sao cho chúng ta cái thân nó an ở trong cái thân nó an ở trong một cái tâm nó bình yên đó. Thì trong đó nó có những cái phương pháp, những cái pháp dạy cho chúng ta tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Có những người thích tụng kinh, chỉ có những người khi mà họ nói thưa thầy con không có an trong cái tâm con, nhưng mà khi con đem kinh ra con tụng đó, thì cái trong cái lời kinh đó nó lại làm cho con giữ được cái tâm thực sự an trong cái thời kinh, nó cũng là rất là khó. Hồi nãy thầy có một cái ví dụ cũng hay là quý vị đi chùa một tháng trong 10 lần, một lần trong 2 tiếng, thực sự 2 tiếng đó mà quý vị nhiếp được tâm, giữ được thân, thì phải nói là 2 tiếng đó là 2 tiếng đó tuyệt vời. Cái sự hành trì, cái tu tập nó giá trị lắm, không phải dễ đâu. Cái thực hành bây giờ đó, ngày hôm nay trong cái đạo tràng này, trong cái buổi giảng pháp này, có thể là từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng. Ngay trước mắt đây nãy giờ qua cũng đã hơn nửa tiếng. Quý vị ngồi tại đây là quý vị đã hành trì được một cái pháp tu để giữ được cái thân của mình. Và trong đó đó nó có 3 điều quan trọng: thân, khẩu và ý của mình đều đã được thanh tịnh. Thứ nhất là về thân, thì trong cái thời gian đã qua vừa rồi và sắp tới đây, cái thân quý vị đang ngồi đây trang nghiêm với trong một cái áo tràng lam, cái màu giải thoát, mà ngồi trang nghiêm thanh tịnh như thế này là thân của quý vị đã tránh được 3 nghiệp. 3 nghiệp gì? Sát, đạo, dâm.
Bây giờ cái trong cái thời gian ngắn một tiếng như thế này, thân tướng quý vị đã được trang nghiêm, nó đã thoát ly, đã được ba nghiệp là sát, đạo và dâm. Mình ngồi đây mình không có làm những cái chuyện mà gọi là sát sanh, cắt cổ gà, bầm thịt, chặt cá rồi gì. Cái thân mình tạm thời, cái nghiệp sát nó đã không sanh, nó đã thanh tịnh ngay từ bây giờ. Và cái thứ hai nữa là đạo, mình ngồi đây mình đâu có phải dùng cái tay để trộm cắp, móc túi ai đâu, phải không? Áo tràng không có túi, thành ra ngồi kế bên cũng không móc được. Thành ra cái thân thôi nha, là cái nghiệp đạo của mình tránh. Và cái thứ ba nữa là tà dâm tà vậy, mình ngồi đây trang nghiêm thanh tịnh, mình không có làm cái chuyện tà vậy về thân của mình hết. Thì thứ nhất là một cái điều phước báu là cái thân của mình nó đã trang nghiêm thanh tịnh. Nếu quý vị hằng ngày quý vị giữ mãi cái thân tướng trang nghiêm như thế này, một ngày chỉ cần một giờ thôi, một năm 365 ngày, thân tướng quý vị nó khác, tự nhiên nó tươi ra, tự nhiên nó sáng ra. Bởi vì sát, đạo, dâm mình đã không làm, trong một giờ trang nghiêm thanh tịnh đó, cái tướng mình nó sẽ hảo, tướng hảo quang minh, tướng mình nó sẽ đẹp ra. Thành nó không cần phải đi thẩm mỹ viện, chỉ cần trang nghiêm thân tướng một ngày một giờ thôi. Mà nếu mà quý vị còn kéo dài, có nhiều người còn có ở trong chùa là trú dạ lục thời, một ngày tới sáu thời. Thành ra đó là quý vị thấy, nếu mà chuyên tâm tu tập, hành trì những cái pháp môn mà đã được dạy bảo, đã được hướng dẫn phù hợp với căn cơ mình, trước tiên về cái thân tướng mình đã đẹp như vậy rồi, thành ra Phật mà 32 tướng tốt thì mình cũng xá xem được 31 rưỡi. Không biết thầy, nghe thầy MC khen thầy thuận quá, không biết được bao nhiêu tướng. Tôi nghĩ cái này 31 tướng chính, còn thiếu một chút nữa. Nhưng mà hả, vỗ tay tức là công nhận đó hả? Vỗ tay tức là công nhận đó ha. Thì đó, cái đó là một cách, thực ra đó là một cái điều quý vị tưởng là bình thường, nhưng mà có khi quý vị chỉ cần có một cái phương pháp, một cách nhẹ nhàng thôi. Mỗi ngày chỉ cần ra trước bàn thờ lạy ba lạy trước khi đi ra khỏi nhà, và trở về nhà lạy ba lạy. Bởi vì trước khi ra khỏi nhà mình sẽ không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra với mình, bởi vì quý vị đã nghe từ ban đầu cái sự vô thường. Đi ra một cái gặp một sự cố, xin lỗi, một tai nạn bất thường, mình đi thì đi đàng hoàng, nhưng mà những cái người mà chạy ẩu nó cũng tông trúng mình thôi. Rồi có những cái cảnh khác, quý vị thấy ngay cả cái thế giới này mỗi ngày nó lại càng phức tạp, nó lại càng hỗn loạn. Một buổi sáng cách đây mười mấy năm, tại nước Mỹ là một cái nước văn minh tiến bộ bậc nhất thế giới, vào một cái buổi sáng của ngày 11 của tháng 9, hơn gần 10.000 cái gia đình có những người thân đi làm vào một cái buổi sáng đó, ngủ một đêm dậy, xong ăn một buổi sáng với gia đình để chuẩn bị đi làm, còn hẹn chiều về để gặp nhau, để mà tiếp tục trong cái cuộc sống hạnh phúc, ấm no, văn minh tiến bộ của cái xứ Mỹ đó. Nhưng mà đâu có ngờ tới 8:45, hai chiếc máy bay nó đâm vào cái tòa nhà đó, thương vong tử nạn hơn cả 10.000 người. Mà ra đi đâu có hẹn, đâu có kịp trăn trối, đâu có biết rằng buổi sáng nó đi rồi không có ngày về. Thành ra một cái phương pháp nó nhẹ nhàng lắm. Sáng ra trước bàn Phật, đảnh lễ được ba lạy một cách trang nghiêm, để con đi trong một ngày hôm nay con được bình yên. Và đến chiều mình về là mình biết mình còn thân mạng, mình nên đến lạy ba lạy trước khi mình ngủ nghỉ. Tôi nghĩ một cái phương pháp đó, nó không có gì khó khăn hết, nhưng mà nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Và nó giữ được cái thân tướng của mình. Như hồi nãy quý vị thấy, thân thì quý vị thoát được ba nghiệp rồi, sát, đạo, dâm rồi. Và bây giờ tới khẩu. Ngồi đây như thế này, trong đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này, quý vị thấy là cái miệng mình đã giữ được bốn cái nghiệp rồi. Mà cái khẩu là nó giữ, nó khó nhất. Là không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thêu dệt, không nói lời hung ác, không đến với người này nói chuyện người khác, không đến người khác nói chuyện người kia. Rồi thấy thì nói không, thì chuyện không thì nói thấy.
nó làm xáo động, thành ra ngay cả ngồi đây cái thân quý vị đã trang nghiêm thanh tịnh thì cái khẩu quý vị nó cũng vậy, nó rất là thanh tịnh. Thành ra người nào mà giữ được cái khẩu thanh tịnh, bốn nghiệp nó không phạm đó, thì cái miệng mình lúc nào nó cũng đẹp hết, cười nó cũng tươi hết, cười như hoa vậy đó, miệng trái tim khỏi cần đi chỉnh sửa gì hết. Thầy hay có cái câu đó đẹp cái gì, chuẩn không cần chỉnh. Thành ra nó quan trọng lắm, cái miệng của mình nó là một cái nơi mà nó sanh ra cái thiện nghiệp và nó sanh ra cái ác nghiệp, mà đa phần cái ác nghiệp đó lớn nhiều lắm. Bất thiện nghiệp đi chứ nó ác nghiệp nghe nó dữ quá. Bởi vì đó, quý vị nghe cổ nhân người ta dạy đó, bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Thật ra con người ta bây giờ bệnh tật nó nhiều đó là do cái miệng ăn vào, ăn đủ thứ hết, không kiêng dè gì hết, không bỏ loại nào hết. Ăn từ cái con mà to nhất, con bò, cho tới con nhỏ nhất, con cá lòng tông, mình cũng không tha. Tức là cái gì mình cũng nhai, cũng nuốt, cũng cắn hết, cũng xé hết. Thành ra cái khẩu mình nó là một cái nó rất là nặng. Đừng có nói tu cái gì cho nó xa, thành Phật cho nó lớn, hoặc là làm cái gì cho nó nhiều, nội tu cái khẩu không nó cũng đã khó rồi, phải không? Đó, một ngày một tháng quý vị ăn chay được, ở đây có ai ăn chay trường không? Giơ tay thầy coi thử coi đạo tràng này được bao nhiêu người ăn chay trường. Rồi đó, ai mà ăn chay một tháng hai ngày không dám giơ, có hai ba người giơ thôi, hai hướng hết. Thực ra đó, quý vị phải xác định, nếu mà quý vị là một người Phật tử đã đi tu tập, ở đây mình nói trong cái phạm vi là Phật tử nha. Nếu mà quý vị nào sau này nghe băng mà không phải Phật tử thì cũng đừng có trách tại sao các thầy cứ chê bai phỉ báng những người mà không ăn chay. Nó không phải, tại vì đang nói trong đạo tràng này cho những người con Phật đang tu học ở đây, phải không? Nữa sau này cái băng thầy có đưa ra nhiều người thân quý vị hay những người chưa quen biết họ xem thì đôi khi họ sẽ khó chịu tại sao các thầy cứ đem cái chuyện ăn chay hoặc là phê bình những người không ăn chay. Nó không phải, tại vì quý vị đang ở trong cái tu tập. Các thầy nói ở đây là nói trong cái phạm vi gần nhất là đạo tràng chúng ta, ngồi trang nghiêm thanh tịnh, quý vị đã giữ được cái thân tướng trang nghiêm. Nửa sau quý vị mà có thành Phật, thành Bồ Tát cũng nhờ cái thân tướng này. Dù rằng có già, có lão, nhưng mà nhờ cái sự niệm Phật tinh chuyên của mình, cái thân tướng mình nó cũng sẽ đẹp. Thậm chí đến khi mà cái cận tử nghiệp đến mình vãng sanh đó, cái tướng đi, cái tướng mà lìa khỏi thế giới này nó cũng đẹp. Bởi vì các thầy có nhiều cái điều kiện tiếp xúc với nhiều những người mà trút hơi thở cuối cùng ra đi. Quý vị biết có nhiều người ra đi không có nằm thẳng được, nó co lại. Đó, rồi cái người phải súng nhau đổ rượu vô bóp cho nó mềm, cho nó duỗi ra. Đó, còn không người ta phải đè, người ta phải đập làm sao đó. Chứ còn không nó cong. Nó cong, miệng thì hả ra không có ngậm lại được, là phải chần đồ, thành ra nó xấu lắm. Bây giờ mình phải tập ra đi cũng phải đẹp. Dù rằng cái thân nó giả tạm, nhưng mà đang tức cái gì để cầm micro cho nói đó. A Di Đà Phật. Tôi nghe thầy nói tôi cũng ham, nhưng mà tôi nghĩ khó tập lắm. Ai mà đi tập chết, phải không quý vị? Mình tập sống sao cho nó đẹp chứ tự nhiên mình đi tập chết. Bây giờ quý vị về, quý vị nằm mà quý vị chụp hình cái đêm lên coi thử cái mốt mình chết má nằm kiểu này được không con? Hay là bộ mà há hốc miệng ra mình chụp con má gì con nhìn có dữ không con? Cái đó phải tập, thực ra là phải tập đó thưa thầy. Tại vì cái tướng ngũ của mình, thầy khi mà vào học trong cái trong luật, ở trong vào bắt đầu vào chùa học sa di thầy đã biết rồi đó, là trong khi ăn đã có là ba điều rồi, bất đa thực, bất mỹ thực, bí ác bất an ý thực rồi, còn ngủ nó cũng còn có nữa. Người tu đâu có được ngủ nằm ngửa, đâu có được nằm sấp, đâu được nằm nghiêng bên trái. Có đó, có luật mà hôm nay không phải giảng luật để cho quý vị, nhưng mà nói sơ qua nhân cái tướng ngủ. Thực ra đó, cái con người ta đó, trong cái thân tướng trang nghiêm nó ảnh hưởng tới cái tu tập. Nếu mà quý vị tu tập hành trì nó nhiều đó, tự nhiên những cái mà nó thô tháo về thân nó bắt đầu nó giảm bớt. Mình đi đứng nó cũng hoang thai mà nó thanh tịnh, chứ không có đi đánh, thầy hay dùng cái gì đó, đi đánh cái gì, đánh đồng xa gì đó. Đi đó, thành ra tự nhiên mình trang, thân tướng mình nó trang nghiêm. Nếu quý vị mỗi ngày đều lạy Phật,
mà không phải là nó đơn giản đâu. Có một câu chuyện tôi kể quý vị nghe. Tôi nghĩ cái mấy bà cụ xưa là như vậy. Tôi có cái bà ngoại tôi hồi xưa tôi nhỏ, thì bà ngoại ngoại Huế vào trong thăm, mà tối trước khi đi ngủ đó, bà ngoại tôi thì thuộc hoàng phái, thành ra trước khi đi ngủ đó lúc nào tôi thấy bà ngoại cũng cũng đánh một chút son một chút phấn. Mình nghĩ lạ, khuya khoắt tối thui đi ngủ rồi cũng còn đánh son đánh phấn. Thì có một lần đó đó, thì tôi nhớ bà chị tôi mới hỏi mẹ, kêu bằng mẹ, nói sao mà mẹ trước khi đi ngủ, tại vì đi kiếm cái son cái phấn đó đó, thì mà tại sao phải đánh? Bà mẹ trả lời hay lắm nghe thầy. Bà nói mẹ bây giờ già rồi, thành ra ngủ đó không biết đi lúc nào, thành ra sửa soạn một chút như vậy đó, lỡ mà có đi đó, quỷ sứ nó kéo, nó thấy người đẹp nó cũng nhẹ tay. Thế là đến bây giờ tôi tu rồi tôi mới biết, thế là đến mỹ nhân kế mà đến già 80 mà cũng còn mỹ nhân. Nói thì nó thiệt, nó thiệt nó tội, nhưng bây giờ mình mới dám nói. Bây giờ tôi lớn rồi, hồi xưa tôi nhỏ tôi ngơ ngác lắm, tôi không biết tại sao mẹ tôi lại nói vậy. Té ra mỹ nhân kế mà đến quỷ sứ mà cũng phải mỹ nhân kế. Thành ra quý vị thấy không, không phải đâu, đừng có tưởng. Thành ra quý vị ngủ cũng phải tắm rửa sạch sẽ đó, thành ra ăn mặc cho nó tươm tất, lỡ mà đêm ngủ mà sáng không thức dậy nữa đó, đi nó cũng đẹp. Tại vô thấy thấy bà này ngủ thấy đẹp, mặt mũi thấy tươi, còn không vô thấy gì đâu. Ha, miệng mở trợn mắt lên thấy sợ lắm. Nó thành ra trong cái đó là cái đó do cái tu tập, thành ra muốn hành trì cái đó, trước tiên về cái thân tướng, quý vị phải học cái pháp tu ngồi trang nghiêm thanh tịnh. Nó ít cũng được, nó ngắn cũng được, nhưng mà trong cái giây phút đó là cái tướng mình nó trang nghiêm. Nếu mà cái vô thường nó đến ngay tức thì ở đây, thì tất cả đạo tràng này đang ngồi như thầy, vô tình thôi nghe, tôi nói vô tình thôi nghe, là tất cả ở đây lên tòa sen hết. Ngồi như thế này không lên tòa sen là không có được, phải không? Thí dụ nó có một cái cơn phong ba gì nó vô đây, thầy trò đi hết ở đây thì tòa sen hết ngồi đây. Nhưng mà quý vị về nhà là không có tòa sen rồi. Thầy ấm ức nữa hả? Tôi nghe thầy thí dụ tôi ghê quá, thì tôi phải đi ra trước. Thế cái kiểu gì mà tu tập mà ăn cơm cuốn tập thể thì trời, ghê quá. Nhưng mà thầy anh bảo thầy nói đúng đó quý vị. Nếu mình không có tập trước đó, là mình sẽ thiếu đi cái tỉnh giác và không thành một cái thói quen. Bây giờ mình có thói quen xấu thì có thói quen tốt, tại vì các thầy thỉnh thoảng cũng có đi hộ niệm quý vị biết. Nhiều khi tới hộ niệm thấy cái người nằm chết sẽ thấy thê thảm quá, co quắp lại. Có người mắt trợn lên không nhắm xuống được, miệng đã há hốc ra nhìn cái tướng chết ấy, gọi là tử tướng đó, cái tướng nó không có lành, thì chứng tỏ là cái khi họ còn sống cái tâm họ ít có hướng thiện. Cho nên thầy anh bảo thầy nhắc cái điều này là mục đích để quý vị an trú vào trong chánh pháp của Đức Phật gọi là niệm pháp đó, là mình phải tập từng ngày đấy quý vị. Dạ yeah. Xin mời thầy. Tôi phải lo tôi đi ra trước, tôi sợ phong ba vô đây thì tôi không có chịu cộng nghiệp với thầy đâu. Ấm ức này cũng nhào vô. Thành ra thật ra đó, tự nhiên tôi ngồi tôi nhìn quý vị ngồi rất là đẹp như thế này, thì tôi hình dung ra một cái đạo tràng xung quanh tất cả là hoa sen để chờ đón. Nếu mà nó mãi mãi như vậy, nó hằng ngày hằng giờ mà nó đẹp như thế này hết, tôi nghĩ đó là cái một cái cảnh giới cực lạc, nó ngay ở đây rồi, nó không cần đi xa. Bởi vì cái thân quý vị đã trang nghiêm, cái khẩu hồi nãy tôi nói bốn cái điều đó mà quý vị đã giữ được trong này, là trong đây là đã thấy trang nghiêm rồi, nó rất là đẹp rồi. Thành ra thân khẩu, nhưng mà quan trọng là cái này nè, cái ý. Thực ra ngồi đây trang nghiêm thanh tịnh như thế này, khẩu thanh tịnh như thế này mà ý thì điên đảo, cái đó chỉ có quý vị kiểm soát được mình thôi. Nhưng trong kinh thì lúc nào cũng dẫn giải là quý vị ngồi đây thân tướng trang nghiêm, khẩu thanh tịnh và ý không điên đảo. Bây giờ trong đầu quý vị không nghĩ những mưu mô, mánh khóe hoặc là những cái lọc lừa xảo trá gì, hoặc là tính những cái điều mà mưu toan lợi mình hại người. Tạm thời nó lắng xuống, nó chưa mất đâu. Nhưng mà ở đây đó, chư Phật và chư Bồ Tát, chư Tổ đều khuyến khích để thấy mình ngồi như vậy trang nghiêm, rồi tòa sen ai cũng sẽ ngồi hết. Nhưng mà sen ai nó rụng trước, nó héo trước thì cái đó là do cái ý thôi.
cái ý quý vị nó điên đảo, nó từng giây từng giờ, nhưng mà nó nhờ trong cái đạo tràng là nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Rồi trước chư Phật, chư Bồ Tát, tự nhiên quý vị lắng được những cái mà ác nghiệp nó chưa có kịp tới, nó tới rồi nó nhờ những cái công đức đó, thân trang nghiêm, khẩu trang nghiêm, nó đẩy ra, nó đứng ngoài kia nó chờ quý vị đó. Quý vị chỉ cần bước ra khỏi cổng chùa này, quý vị biến thành người khác trở lại. Bắt đầu sân, bắt đầu hận, bắt đầu giận, bắt đầu dỗi, bắt đầu hờn, bắt đầu tất cả mọi cái nó trở về lại hết. Nó đang đứng ngoài cửa nó chờ, vô đây nó không dám vào. Bởi đây đạo tràng tu tập trang nghiêm thanh tịnh, mà hôm nay có thầy Thiện Thuận xuống nữa, lộn xộn là ổng cho ăn xoài chấm muối đó. Thành ra nó sợ lắm đứng ngoài kia rồi, nhưng mà quý vị bước ra khỏi ngoài đó là bắt đầu xoài me có phổi gì nó mời hết á. Chua chát mặn ngọt đắng cay gì bắt đầu nó đưa vô quý vị trong người hết, về nhà y chang vậy. Thành ra cái tu tập, cái niệm pháp hằng giờ nó bất ly, nó không để cho nó sanh những cái mà thiện căn mà nó sanh rồi thì phải cho nó sanh thêm nữa, mà những cái mà nó chưa sanh thì phải làm cho nó sanh. Nó thành ra những cái đó bây giờ mình tu tập, mình phải hành trì nó từ đó, thân khẩu và ý đó. Quý vị thấy là thân quý vị đã bớt đi đó là sát đạo dâm, cái tư tưởng của quý vị và cái khẩu quý vị nó mất đi bốn điều, bởi vì cái thập thiện nghiệp đó và cái thập nghiệp của mình đó, và cái ý đó tham sân si nó đem nó giảm đi, thì như vậy là nó trang nghiêm thanh tịnh. Bởi vì cái pháp đó nó không có xa rời, nó gần gũi như cái hơi thở. Như hồi nãy chúng tôi ví dụ quý vị thấy, quý vị hít vào thở ra nó một cái nhẹ nhàng, nhưng mà nó mang ẩn chứa trong đó một cái hồng danh niệm Phật. Thí dụ mình hít cho thật sâu, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình thở ra nhẹ nhàng cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nó nhẹ nhàng như những cái hơi thở, mà nó hành trì được một cái pháp tối thượng thừa của chư Phật để dạy. Thì nếu mà chúng ta chuyên như vậy đó, thì tâm của chúng ta không bao giờ nó loạn động hết, và cái sự cảm thọ của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng và nó lắng dịu xuống. Thì đó là một cái sự thiết thực. Thì pháp nó là một cái mà không phải là một cái sự mong ước của tương lai, mà nó là một cái sự thực tập ngay từ bây giờ. Như hồi nãy chúng tôi nói, trong một giờ này quý vị sẽ thấy bình an, quý vị sẽ thấy an lạc, quý vị sẽ thấy nó nhẹ nhàng thân tâm, nó quên đi tất cả những cái nỗi nhọc nhằn của trần thế, của gia đình, của bản thân, của bệnh tật, của đau nhức, của mỏi mệt, của tất cả mọi cái. Như hồi nãy thấy ví dụ ban đầu hay lắm đó, là không ai nhắc tới thì mình quên, nhưng mà hãy nhắc tới thì tự nhiên nó lên, nó trầm trọng thêm đó. Cái điều đó là một cái điều căn bản. Thành ra nó tạo cho mình cái giây phút hiện nay quý vị sẽ thấy an lành. Một ngày hôm nay 24 giờ quý vị cảm thấy có một giờ được an lành, bởi vì có một cái đạo tràng tu tập, bởi vì có được cái sự mà hướng dẫn, chỉ dẫn, pháp thoại của các thầy, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ đi. Thì trong cái giây phút đó là quý vị tận hưởng trong cái pháp Phật. Thì cầu nguyện cho quý vị trong từng giờ, từng phút, trong từng cái sát na đều sống trong với cái một cái niệm pháp chân chính, với một cái tâm thành để mà học đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử, lúc nãy thầy Hạnh Bảo đã trình bày với lại quý vị về vấn đề niệm pháp, đó là một cách nhuần nhuyễn ứng dụng giáo pháp cho đời sống của chúng ta, tức là sống với thực tại đang là. Hễ chúng ta đang giận, mình biết mình đang giận, nhưng mà nhiều khi chúng ta hay lừa dối bản thân mình đang giận, cái người ta hỏi có giận không, tôi đâu có dám giận ai, tôi đâu có dám buồn ai, thân phận của con sen mà, phải không? Mà nói vậy mình có giận không? Giận tới chờ gầm không nhã chứ đừng có nói. Cho nên niệm pháp tức là những ý niệm mà chúng ta hoàn toàn sống với thực tại, mang tính hiện tại, không có mơ hồ ở một thế giới siêu nhiên và tương lai nào hết. Đó là đặc tính của pháp. Chúng ta niệm pháp là vậy đó. Khi chúng ta sống với hiện tại, chúng ta sẽ biết mình đang khổ hay đang vui, mình đang hạnh phúc hay mình đang thông thả, hay là mình đang phiền não, mình đang bị trói buộc. Mình phải nhận dạng được nó. Hãy nhận dạng được nó, tự nhiên chúng ta sẽ tìm cách để hóa giải nó. Mà mình hóa giải ở đây, đa phần các Phật tử lại bị sai lầm là tránh né. Thí dụ như mình giận đứa con, mình tránh đứa con, mình không gặp mặt nó,
mình giận ông chồng mình không có thèm gặp mặt ông chồng, mà hai người ở chung nhà không gặp mặt thì gặp ai? Không lẽ người ở lầu trên, người ở lầu dưới? Là thấy có mấy em Phật tử giờ còn trẻ nó sống dở lắm, giận hờn vợ chồng, giận nhau rồi không nói chuyện, đóng kịch trước mặt con cái, ra khỏi nhà nói chuyện nhau bằng tin nhắn điện thoại. Như vậy nó khổ lắm quý vị. Cái đóng kịch là nó khổ ghê lắm. Và trước mặt con cái nó lớn rồi, mấy đứa nít xin lỗi 9-10 tuổi là nó đã biết, bây giờ nó biết nhiều thứ lắm, nó phân biệt ra được, nó nhận ra được. Rồi nhiều khi không nói chuyện, mày đi nói với ba mày như vậy đó, cái nhiều khi đứa con nó thắc mắc, ủa sao mẹ không nói, tao biểu mày nổi mày không nói hả? Rồi cái bắt đầu mình giận ông chồng, mình trút hết cho đứa con, tội nghiệp đứa nhỏ không. Đa phần những đứa con mà chạy vô chùa thầy mà tị nạn đó, nó kể lại cho thầy nghe là nó rất là sợ hãi giữa ba mẹ nó căng thẳng cãi giả với nhau. Nó đứng về phía ba thì nó bị mẹ nó tẩy chay, chửi nó, cái mặt của mày giống ba mày, cho nên tao ghét ổng, tao ghét luôn mày. Nó còn nó đứng về phía mẹ thì nhiều khi cha cũng không có thương, cũng không thông cảm, cho rằng là con mình là đồng minh. Chính vì lẽ đó, quý vị cần phải quán chiếu để thấy được thực tại của mình đang là cái gì. Đang là buồn, mình biết mình buồn, buồn bởi cái gì, mình biết nguyên nhân đó mình sẽ chấn chỉnh được, chứ mình né tránh không có được. Né tránh nó khổ, mình tránh người này mình cũng gặp người khác à. Tại vì cái nghiệp của mình là cái nghiệp đã từng gây đau khổ cho người ta, thì tự nhiên người ta sẽ tìm tới cho mình. Thầy nói nhân quả là vậy đó, nó rất là sòng phẳng. Thầy từng kể quý vị nghe câu chuyện mà ở Sài Gòn có cái bà nhảy lầu ngoài kinh Vô Lộc đó thầy. Bà nhảy từ lầu 5 xuống tự tử chết, thế mà bà không chết, bà đè cái ông chèo ghe chứ gãy cổ chết. Sớm không nhảy, muộn không nhảy, bà lấy đà bà phóng ra cái nhảy xuống cho chết mà. Giờ nhầm lúc ông đó ông chèo ghe đi tới đó. Sớm không muộn, chèo không muộn, chèo nhầm lúc mẹ này nhảy lầu. Quý vị thấy không, đè xuống gãy cổ chết, còn bà gãy giò bà sống. Rồi đâu có ai truy tố được, bà đâu có ở tù, bà đâu có biết ông này là ai đâu. Bà nhảy lầu xuống đâu có biết ông này dưới này đâu, đâu có biết mặt đâu, thù oán vậy đâu, bây giờ sao ở tù kiểu gì, phải không? Thì chúng ta học nhân quả, chúng ta sẽ hiểu rằng đời trước cái ông chèo ghe này nè, ông phải làm một cái gì đó vô tình khiến cho bà đó tử vong, cho nên bây giờ nó đúng thời đúng khắc, trong kinh gọi là nhân duyên thời tiết nó tới, thì bà này bà làm cho ông chết một cách vô tình. Dạ, báo đăng. Quý vị thấy nhân vô tình nó cũng đưa tới quả vô tình, rất là sòng phẳng, rất là rõ ràng. Cho nên quý vị đừng có sợ, đừng có sợ là phải tránh né rồi phải thế này thế kia. Chúng ta cứ đối diện, nhưng mà không có sân si, không nghiến răng, không trợn mắt, vẫn ngọt ngào. Ông mới về hả, dù 12 giờ đêm mở cửa. Chứ bây giờ mình gây lộn ầm ầm là mình làm gì? Ông xỉn lên rồi ông nói chuyện, mình cũng lỗ thôi. Thôi vô nhà đi ha, ly nước chanh này uống đi, uống cho tỉnh rồi biết tay tôi. Đó, lúc tỉnh mình mới xử cho đẹp. Chứ mình xử làm chi, cái lúc ông đang xỉn không? Nhiều khi mà ông cố tình mà ông mượn rượu làm nương, mà ông la sừng rồi tới sáng, ông nói, tôi xỉn tôi đâu biết gì. Phải không? Hỏi tin hỏi mấy ông này coi, mang uống rượu nè, phải không mấy anh? Mượn rượu nói thêm, cái cớ là tôi xỉn tôi đâu biết gì, đổ hết cho rượu, coi như mấy ông trắng án. Thấy không? Không có khờ khạo. Mình biết mình đang khổ bởi lý do gì. Hãy cái đó nó thuộc về tham, thì hãy tham, chúng ta sẽ buông xả. Tham cái thân này, tiếc cái thân này. Mà quý vị thấy tham thấy không, giống như mệ của thể thấy không? Trời ơi, tới chết mà còn sợ xấu xí nữa. Phải dùng mỹ nhân kế cho mà quỷ dữ nó kéo cũng nhẹ tay một chút, nó hạ thủ lưu tình. Lần đầu tiên tôi mới nghe một cái câu chuyện mà nó lý thú vậy thầy, mai mốt tôi cũng bắt trước. Tao tối rồi tôi lấy đậu hũ tôi đắp lên, để nó biết mình tu hành, mình từ bi, nó gặp đậu phụ nó nhẹ tay một chút. Chứ còn quý vị đắp thịt, đắp cá, đắp sân si, đắp vàng, đắp hột sòn rồi, mấy cái đó ghê lắm. Tôi thấy nó trấn lộ còn hơn nữa.